ok nha anh em nhá. Kéo đi. Lên một trời em nhá. Giời mút luôn anh em ạ. Lim luôn. Quả cái lim luôn à. Dã man anh em ơi. Dã man con ngan thật đấy. Quả cái lim luôn kìa. Đấy. Nhấc người lên cho anh em nhá. Nhấc người nhá. Quá đẹp luôn ạ. Đu người lên luôn này. Con này con 5,5 anh em nhá. Đu người luôn rồi. Ui. Đu này. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Phú Vlog. Hôm nay là một ngày gió đẹp trời anh em ạ. Hôm nay là ngày 22 hay là ngày 23 dương lịch gì đấy. Thì hôm nay anh em mình có hẹn tập trung tại nhà anh Huy. Nhà anh Huy là anh ấy làm trại gà nên là chỗ đất nhà anh ấy rộng nên anh em tập trung đấy thả cho nó thoải mái anh em ạ. Hôm nay là cũng một số chiếc diều mới và một số chiếc diều cũ sẽ cất cánh với bầu trời em nhá. Hôm nay đặc biệt ấy, nếu mà anh thuê anh Thái thì anh sẽ có con 7,2 m anh em nhé, diều siêu to luôn. Thì bây giờ mình đang trên đường di chuyển ra nhà anh Huy để tí ăn ăn anh em lên đây tập trung một thả và mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Thì bây giờ mọi người cũng theo dõi mình đi thả diều nhá. Và đừng quên là ấn đăng ký kênh và comment và cảm nhận những cái video mình quay và những chiếc diều để mình rút ra những kinh nghiệm quay và xem là các bạn comment xem chiếc diều ấy như thế nào, có đẹp không, có cứng không hay là vai mềm hay vai cứng. Thì bây giờ mọi người cùng theo chân mình đi thả diều nhá. Mọi người ơi, mình hiện tại đang có mặt tại gần nhà anh Huy anh em nhá. Thì ở đây ấy, đường nó bé ấy, ô tô mình không đi vào trong kia thì mình sẽ phải đi bộ trong nhà anh Huy anh em ạ. Anh Huy đằng xa xa kìa. Thì anh ấy đang thả con ong vàng này. Ong vàng 3,5 m anh em kìa. Cộng bộ này bộ còng anh em nhá. Ông mẹ gọi con thưa. Ông bắp cày xanh đỏ kìa. Thì nát nữa thì anh em sẽ tập trung ở nhà anh Huy thả anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào đấy và nắp con đại trà 3,8 m của mình và thả em đại trà trước. Xong trộm nó đến, anh em đến thì thả sau anh em nhá. Đến nhà anh Huy rồi anh em ạ. Đây là cái trang trại gà của anh đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào nhà mình quay cho anh em xem. Không tím mình sẽ ra ngồi với anh Huy sau. Đây là nhà anh em nhá. Trong này rất nhiều sáo với lại diều luôn. Đằng này là các bộ diều này anh em này, diều của mình với diều của anh đấy, hình như là có một con của anh Thủy với anh Sĩ ra đấy. Đằng này là sáo anh em nhá. Sáo anh Huy cũng rất nhiều. Kia là ba bộ. Bộ này một bộ cưa, một bộ chuông, mấy bộ hợp này của mình. Hôm ấy mình thả nhưng mình để đây anh em nhá. Kia bộ còng ấy, còng kia là 9 lạng anh em. Còn đây là 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ, 6 bộ, 7 bộ, 8 bộ. 8 bộ anh em nhá. Anh Huy anh chơi trội nhất là nhóm luôn. Anh ấy rất là nhiều sáo anh em ạ. Anh em nhìn cuộn dây này thì biết này. Anh có bao nhiêu chiếc diều, anh cực kỳ nhiều diều luôn. Đây là con tre của anh ấy làm nhưng giờ anh ấy chuyển qua hết carbon rồi anh em ạ. Con kim cương may chữ H này của anh ấy thì cũng vừa mới làm xong anh em ạ, chưa bay được chó nào. Thế bây giờ mình sẽ ra gặp anh đấy nhá. Cơm chưa anh ơi? Cơm chưa? Anh ấy đã giặt áo VL rồi anh em kìa. Từ giờ anh chốc lên liệu có bay được không? Bây giờ là đang bay con 3,5 m với mình quay cho anh em xem ấy nhá. Con ong bắp cày xanh trên đầu kìa. Kìa. Với đằng kia là cái con chữ H của anh đấy. Đây. Cái con anh mới lên đi anh em. Mình quay cho anh em xem. Con này là 4,5 m nhá anh Huy nhỉ? Dạ. 4 m anh em ạ. Con này 4 m, bụng 1,6 m. May chữ H kim cương, đuôi kim cương, bụng chữ H. Bây giờ mình sẽ ra mình nắp con đại trà vào cho đại trà cất cánh lên bầu trời với anh em nhá. Chào Văn Phú Vlog nhá. Hôm nay là được ngày gió hơi bị to luôn anh em ạ. Gió mút luôn anh em nhá. Gió đẹp luôn đấy. Bây giờ mình sẽ lắp con đại trà 38 của mình vào. Xong là lắp bộ hòa âm kia nha anh em, bay bộ hòa âm kia nhá. Đây là anh Huy đang mang dây rồi. Dây này với dây 3 ly anh nhỉ, gần 3 ly, 2 ly rưỡi nhỉ. Dây cũng khá to đây anh em ạ. Tí nữa thì anh em nắp xong thì sẽ mang cái bãi đất đằng sau cái thả anh em nhá. Bây giờ mình sẽ nắp chiếc đại trà này vào và đâm lên bầu trời cho anh em xem nhá. Anh em ấy đang lắp diều thì anh chị mang con dế đây anh em ạ. Con này dài mấy mét anh chị? Con này dài 20 m.
Được không? Con này chắc chỉ tầm 12 13 mét anh em ạ. Con ngang ngang này mấy mét, ngang được 2 mét không? Của nó để chiều nào lên? Ngang 1 mét rưỡi. Ngang 1 mét rưỡi anh em ạ. Bây giờ là anh ấy thả con dế lên xong là mình sẽ quay lại nắp con đại trà nha anh em nhá. Đấy. Bây giờ anh ấy dỡ cuộn dây dây mới luôn này, dù China anh chị ơi. Mấy ni đây? 3 ni à? 2 ni rưỡi. Con này thì kéo thì chắc cũng ngang với con 2 mét rưỡi thôi. 3 mét đi. 2 mét rưỡi 3 mét anh em ạ. Hôm vừa rồi mình có vào trong Sài Gòn ấy, mình cũng kéo thử mấy con dế mấy bạch tuộc anh em ạ. Bây giờ thả con này lên nha anh em nhé. Ok nha anh em nhé, bây giờ hai anh em sẽ giữ một bên này và đợi cơn gió lên thì là sẽ lên nha anh em nhé. Chuẩn bị có cơn nhanh chị nhá. Chuẩn bị quá cơn nhá. Ào lên. Lên rồi anh em ạ. Con dế đã lên rồi em nhá. Con này lên rồi. Nhìn cũng đẹp phết anh em ạ. Em dế với hẹo kia đấy anh em ạ. Gió to quá không chịu được ấy. Thế là rụng xuống ruộng kia anh em ạ. Bây giờ anh sĩ anh đang ra anh lấy nha em nhá. Cụ đi chân lạnh tát rồi anh em ạ. Mình vừa mới lắp xong con đại trà anh em ạ. Giờ mang ra đằng kia xong là lắp sáo vào cho nó bay nha anh em nhé. Đằng này anh Thủy anh đang lắp con này là con 2 mét rưỡi đuôi cá. Con lắp cho cò chơi anh em ạ, con trai của anh Thủy. Anh Thủy anh mang con 5 mét. Con này mấy mét nhỉ anh chị nhỉ? 5 mét rưỡi anh em nhé. Con 5 mét rưỡi này. Một tí nữa sẽ cất con 2 mét rưỡi kia lên xem nào, với con của mình lên xem thăm gió nào thì anh cất con 5 mét rưỡi này em ạ. Vừa mượn được bàn xóm. Tí nữa có thêm một vài thành viên nữa. Đây anh ấy có bộ hòa âm này anh em này. Bộ hòa âm này là D100 bao nhiêu nhỉ anh Thùy nhỉ? D100 anh em nhé. Ở những cái video trước mình có quay cho anh em ấy, bộ này khá là khủng luôn. Đường kính của nó phải 22cm anh em ạ. Đường kính vành ngoài này. Con này là bộ hóa âm miệng thủy nguyên, chỉ xương cá. Sáo của Hiếu sáo sớm ở Thái Bình em ạ. Anh em nhìn bộ này đẹp không? Nguyên vân luôn, chưa bị sơn nè. Che mấy bộ ngọn này già đỏ anh em ạ. Có một quả cái này nó không được già lắm thôi. Nhưng mà từ quả thứ hai này hết lên này là đa số nó ok anh em nhé, đẹp. Sáo này nét anh em ạ. Bây giờ vác con diều này ra ngoài kia thả nha anh em nhé. Kia là anh sĩ anh ấy cầm cuộn dây với lại sáo cho mình. Tí là anh Thủy anh nắp sau thả sau anh em ạ. Ui gió to quá anh em. Bay diều luôn. Giờ hạ diều đây trong nắp sáo anh em ạ. Anh em ơi mình vừa nắp sáo xong anh em ạ. Bây giờ anh sĩ đã vác ra kia xong mình cầm cuộn dây ra kia để chuẩn bị cho em này cất cánh anh em nhé. Đây đây cuộn dây của anh Huy anh em này. Dây của mình thì mình không mang. Diều thả là toàn để nhà anh Huy anh em nhé. Dây của anh hả? Em hóa ra dây của anh sĩ anh em ạ. Rồi ok. Từ từ đã nhá, từ từ đã. Khóa dây đã. Giờ khóa dây anh em ạ. Khóa dây khóa vì sai này. À lên nào. Lên nha em nhá. Lên rồi anh ạ. Rồi. Đẹp rồi anh em ơi. Ây à. Gió hôm nay hơi khét đi anh em ạ. Ây à, nó hơi ghép phải tí nhưng không vấn đề gì anh em ạ. Đẹp, gió hôm nay đẹp luôn ấy. Lên mút luôn ạ. Ui xóa mút luôn. Ai này. Bây giờ phải ra thêm dây nha anh em nhé. Để cho nó lên cao ấy.
mình để nào cũng hơi cao tí anh em ạ, cho nó đỡ hại diều. Lên ạ, lên rồi anh em ơi. Lên rồi anh em nhá. Ơ ghé phải anh chị ạ. Anh em ơi, con diều của mình lên rồi anh em ạ. Dây mình để kia mình cột được gốc chuối này. Con đại trà mình đang đứng đây anh em nhá. Gió hôm trưa hay là gió hôm nay ở trên là khá khét anh em ạ. Gió to được. Thì tí nữa anh Kỳ mới lại anh Quang sẽ thả anh em nhá. Anh chị anh về lấy dây rồi. Đây đây là đây là con này của anh Quang. Giờ anh Quang đâu? Rồi anh đây nhá anh em nhá. Anh Quang được cả vợ đi thả diều luôn cho này. Đây bộ cưa này là của ai đây? Bộ cưa này của ai đi anh Quang nhỉ? Đâu cưa đâu, của anh à? Quay của anh Quang em nhá. Đây bộ hòa âm anh sĩ. Thì, chờ tí nữa mấy anh em ra lắp diều bay cho anh em xem nhá. Đây là anh Quang đang lên bộ này mấy mét nhỉ anh Quang nhỉ? 3 mét rưỡi anh em nhá. Vẫn là QH đấy hả? Vẫn QH. Vẫn là QH Quang Hiền nha anh em nhá. Con này nó khổ. Đấy, thì tí anh em cất cánh lên bầu trời anh em xem. Con này bụng bao nhiêu anh? Bụng 82. Còn đang thiếu một vai anh em nhá. Tí anh sĩ anh về lấy mang đây thả anh em này. Ok anh em ạ, bây giờ mình sẽ lên bộ hòa âm D100 này, con diều 5 mét rưỡi của anh Thúy anh em nhá. Bây giờ anh em đang di chuyển ra bãi thả anh em ạ. Ở đằng kia thì đằng trước anh diều anh đâu anh Thúy anh đang cầm diều anh em ạ. Đằng sau này có anh sĩ anh Huy anh đang ra hỗ trợ chuẩn bị kéo diều anh em nhá. Giờ này anh em đang lắp con 5 mét rưỡi của anh Thúy vào chuẩn bị cho cất cánh em nhá. Tí là phải một người đâm, hai người giữ quần, một người giữ dây anh em ạ thì mới lên được. Anh em nhìn em gió mút không? Trên này là đang là con hòa âm của mình với con ong móc cày của anh Huy anh em nhá. Nó to lắm, nắp này sợ hơi khó lắp đấy. Ok anh em nhá, lại là siêu phẩm của anh Quang anh em nhá. Quang Hiền 3 mét rưỡi nhá anh Quang nhỉ? 3 mét rưỡi nhá. Trung dâu 2 diều đuôi cá 3 mét rưỡi. Chuẩn bị cho cất cánh bầu trời anh em nhá. Đang xa xa kia là anh Thùy anh Huy mấy anh sĩ đang nắp con 5 mét rưỡi vào chuẩn bị cho cất cánh em nhá. Chuẩn bị siêu phẩm của anh Quang lên anh em nhá. Ào lên nào. Chuông lên khét luôn em, đánh khét luôn. Lên đẹp luôn anh em ạ. Quá anh em ạ, lên gió trên ok luôn đấy. Anh em ơi, cái bộ chuông D65 3 mét rưỡi cõng này của anh Quang lên rồi anh em ạ. Kêu gắt phết anh em ạ. Đấy, rồi kêu gắt luôn anh em ơi. Anh em nghe thấy không? Hoạt động cũng được cái âm này sáo như của Đỗ Chức anh em ạ. Trên này anh Quang nghe ra dây anh em. Lên nào. Dây nó đang hơi dài anh em. Đấy, bắt đầu sáo đóng lên này. Lên. Gắt luôn anh em ạ. Ôi, âm đầu bộ chuông kêu khét luôn anh em ạ. Anh em ơi, anh Huy anh đang ra dây anh em nhá. Chuẩn bị lên con 5 mét rưỡi, con 5 mét rưỡi đằng kia anh em kìa. Đây tí mình với anh Huy sẽ kéo cuộn này, còn anh Thùy trên kia anh hỗ trợ kéo đoạn giữa dây anh em nhá. Để cho nó căng dây, để diều dẫn lên. Tôi để cho diều nó lên anh em ạ. Anh cứ đi lên cái mương anh Huy ạ. Đi chỗ mương này là ok rồi. Thì anh sĩ anh đứng ở kia đấy anh tung diều anh em nhá.
Còn anh Thúy anh đang hỗ trợ đoạn giữa này thì kéo dây. Rồi ok nha anh em nhá. Bây giờ mình sẽ lên kia mình hỗ trợ anh Huy nhá. Ok nha anh em nhá. Bây giờ mình sẽ cầm cuộn guồng này chuẩn bị kéo vào 5 mét nha anh em nhá. 1, 2, 3 lên. Ui giời. Lên anh em nhá. Lên rồi. Anh em thấy không? Có 5 mét lên rồi anh em nhá. 5 mét rưỡi. Có bộ hòa âm lên 100 kìa. Bọn anh nhả ra xong rồi chạy lên đây giữ diều, giữ cuộn, giữ cuồng. Nhả đang chạy lên giữ cuồng. Lên rồi anh ạ. Còn anh Thùy là hơi. Anh Thùy ơi, nhả đây. Cứ nhả đây xong lên đây. Lên rồi anh em, ui quần bộ hòa âm ấy, lên khét luôn anh em ơi. Quang ơi! Diều anh Thúy hơi ghé sang bên chỗ Quang anh em. Đi đây kia. Cào này hơi căng anh em ạ. Đó vậy. Hỗ trợ anh em nhé. Buộc vào. Được rồi anh em ạ. Giờ đợi nhiều anh Quang lui về kia tí. Để cho là con của anh Thúy đó vào con của Quang rồi anh em ạ. Không sợ va vào đất rơi hai con ấy. Cột rồi. Giờ cột vào kéo xuống anh hả? Khả năng hạ xuống em ạ. Diều anh Thúy anh đang ấy, anh đang có vấn đề. Đang bị kéo phải anh em ạ. Khả năng phải hạ xuống chính lại thôi. Kéo này hơi căng ấy. Thì đang hạ diều xuống em ạ. Mùa chữ T này của anh Thúy ấy, nó đang bị ghé phải ấy. Khả năng phải hạ xuống nha em nhé. Giờ anh em đang hạ xuống rồi, chuẩn bị hạ nơi em ạ. Còn tầm 20 mét, hơn 20 mét dây nữa là xuống rồi. Rồi anh chị em anh Thúy đang hạ xuống này. Đấy. Để cho nó đỡ ghé bên kia tự. Chuẩn bị xuống em nhé. Để xuống cho đông cát kìa. Nó đỡ hại diều không xuống bùn này. Nó bẩn hết diều anh em ạ. Chuẩn bị hạ xuống nơi nhá. Anh chị anh Thùy đang kéo xuống anh em này. Đấy, nó đang ngộp xuống này. Đấy, anh em thấy không? Chuẩn bị xuống đẹp luôn. Đẹp luôn rồi anh em nhá. Đẹp rồi. Đẹp rồi anh em nhá. Ôi, quá đẹp luôn anh em ạ. Diều hạ tuyệt vời luôn. Xuống phát nó gãy cọc luôn. Lúc nó chúc bên cánh thì xuống dưới cát nên là nó lắc cọc ấy, nó gãy luôn anh em ạ. Hay là do sáo? Hay là dẹo mẹ cọc sáo đi. Bây giờ là anh em đang tính là gọt bớt cọc sáo anh em ạ. Như diều thì vẫn thế, nèo vẫn thế nhưng mà nó bị ghép bên, khả năng là do sáo lúc nên nó bị vậy ấy. Hơi kèo này hơi quá nhanh anh em ạ. Chắc phải đâm nền nữa lên rồi anh em ơi. Đang thả gãy trên cọc sáo này em nhá. Giờ là anh Huy đang gót lại cọc sáo này. Nó vừa chắc. Để đóng cái này là nó nhỏ quá này. Đúng rồi, cái này nhỏ quá. Nhỏ quá đâu. Nó chỉ nhỏ cái đầu ống này thôi. Anh chỉ làm nhỏ cái đoạn đầu ống thôi. Để cho nó vào cho nó mút.
nhỏ quá nó nóng nên nó lắc nó hay gãy đấy. Mây tre này của anh cũng cũng chưa được già lắm. Nó tách này, chị mua 200.000 cây đấy. Đâu, cái 200.000 nó thẻ đâu. Vừa rồi. Đi. Rồi, đẹp rồi. Rồi, đẹp rồi anh em ạ. Giờ là cốt vào và chuẩn bị lên nha em nhá. Em buộc lại 6 anh em ạ. Cho em nó cất cánh lại bầu trời anh em nhá. Vừa hơi bị lỗi tí kỹ thuật là bị gãy cọc. Mới né phải một chút. Và anh em đã cân chỉnh lại rồi. Bây giờ cho em nó lên nha em nhá. Bây giờ anh xin anh Thủy mang rìa ống dưới kia anh em ạ. Đâm dưới kia rồi. Thì đâm từ đây nên dây ngắn quá không lên này anh em ạ. Ok nha anh em nhá. Kéo đi. Lên một trời em nữa. Ui giời mút luôn anh em ạ. Líp luôn. Quả cái líp luôn à. Dã man anh em ơi. Dã man con ngan thật đấy. Quả cái líp luôn kìa. Trên kia là mấy anh em đang kéo căng luôn anh em nhá. Bây giờ mình chạy lên trên kia xem thế nào anh em nhá. Mấy người mới ra được dây con này anh em nhá. Nó kéo nặng lắm ấy. Phải 2-3 người này mới kéo được anh em này. Còn 5,5 vẫn lên, ơi ghép phải tí anh em ạ. Con nào yếu gãy ngay. Đu này anh Quang đu không có lên không? Ui này đu cũng gần lên anh em ạ. Đây là của anh Thủy nhá, chuẩn bị đu dây nha anh em nhá. Bắn trong vào đây. Đấy, ui nhấc người lên nha anh em nhá. Nhấc người nhá. Ôi giời. Quá đẹp luôn ạ. Đu người lên luôn này. Con này con 5,5 nha em nhá. Đu người luôn rồi. Ui. Đu này. Rồi. Con này là kéo khỏe luôn em. Anh em nhá, bây giờ lại đến ui giời. Bạn này đu cao luôn anh em nhá. Bạn này đu cao luôn đấy. Con này nó chưa bị đâu. Đấy, con 5,5 này anh em này, đu người luôn này. Này. Quá khét rồi anh em ạ, được hôm số thả đẹp nhá. Ok anh em nhá, giờ là đang di chuyển ra bãi cột anh em ạ. Khá là căng đấy. Con này với là mấy đứa nhóc này đu lên nha em nhá. Con này nhấc người lên đấy. Phải 3 người mới giữ được con 5,5 anh em, hôm nay gió to lắm. Xong rồi em ạ, buộc với gốc cây thíp này nó ok đấy. Nó vẫn hơi ghép phải chút anh em nhá. Sợ đâm vào rìa anh Quang thì bây giờ là anh Quang đang cho rìa ra chỗ khác em ạ. Không là nó mắc vào anh Quang. Con này vẫn bị ghép phải. Khả năng phải chỉnh lại nèo anh em. Cái này nó cũng hơi ghép phải, cũng hơi sợ đấy. Anh em nghe đâu, gió nó xít cái bột này luôn anh em nhá. Đấy, gió siêu to luôn. Ok nha em nhá, hiện tại là có 1, 2, 3, 4 chiếc diều to mẹ, một chiếc diều nhỏ là cái cánh bầu trời anh em nhá. Bây giờ anh em sẽ di chuyển về nhà anh Huy xem là có xem còn diều nào để lên nữa không anh em nhá. Ok nha anh em nhá, lại là siêu phẩm cuối cùng. Chữ H 4m của anh Huy, chú chạy gà, chuẩn bị lên cõng bộ chuông D52 này anh em nhá. Chuông chỉ nhá, 5 chỉ. Đây anh em này. Đấy, đây là diều giáo trung sĩ đây nha anh em nhé. Diều giáo trung sĩ. Tem bảo hành luôn. Có cái gì thì anh ấy sẽ bảo hành trên trời anh em nhé. Cứ gãy trên trời là anh ấy cho lan khác hay. Đây là người lên diều em nhé. Còn chủ diều là anh Huy. Chủ thớt đâu ra cầm dây nhá. Chuẩn bị lên siêu phóng cuối cùng nha anh em nhé. Anh em vừa là định nắm bộ chuông nhưng mà lại thay đổi lên bộ còng anh em. Bộ chuông hơi bé. Thì anh em đang lắp bộ còng này vào và chuẩn bị cho em này nó cất cánh bầu trời anh em nhé. Test luôn nèo đầu đấy. Còn chữ H của anh Huy 4m. Viền dích rắc giữa máy họa tiết kim cương anh em nhé. Đây đuôi đây. Máy họa tiết kim cương này. Bây giờ anh em đang cân chỉnh sáo và chuẩn bị cho bay anh em nhé. Siêu phẩm 4m chữ H của anh Huy đã xong nhá. Bây giờ mang đường bay chuẩn bị cất cánh anh em nhé. Đang kia là anh Quang, anh đang cầm rìu anh em ạ.
mình đi theo sau là theo chân tác nghiệp nha anh em nhé. Chiếc dầu này chắc là cũng là chiếc dầu cuối cùng hôm nay anh em mình cất cánh đây. Anh em thả năm trước anh em ạ cũng không thả nhiều. Đấy. Anh phải sang bên kia. Lên ngay, lích, hết đợt chỗ rồi. À, chuẩn bị bay nha anh em nhá. Thôi đi về đi. Sửa chữ H kim cương, cõng cầm D7075 chuẩn bị cất cánh em nhá. Được chưa? Lên anh em nhá. Lên đẹp luôn anh em ạ. Không mềm đâu. Không mềm đâu. Lên đẹp luôn anh em nhé. Anh em nhé. Chào, 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 chào. Chào anh em ơi. Kéo đi, đừng để nó hạ xuống, kéo đi để gỡ đằng kia, kéo đi để gỡ đằng kia. Rồi hạ rồi em nhá, nó bị mắc vào cái dây rìa con ong vàng của anh Huy kìa, nên là phải hạ xuống em ạ. Anh em bây giờ đang nhìn thấy rìa em ạ, không biết nó rơi đâu. Quấy là nó mắc vào dây cước ấy, sợ đất nên là phải nhả là để cho rìa tự rơi nha anh em nhá. Không thì hai dây nó dính vào nhau là nó đứt dây ấy, nó rơi rìa ấy, rơi qua chuồng gà anh em ạ, qua bờ bên kia luôn anh em ơi. Anh em ơi, rìa rơi ngay bờ chuối này anh em ạ. Giờ là anh Huy đang ra lấy, chắc là phải gỡ ra để đem về anh em ạ, chứ không cầm được cả rìa về đâu, bởi nó to quá mà cầm này nó vướng anh em nhé. Đây rồi, thấy rìa rồi anh em ơi. Rìa màu vàng đang ở trước mặt chúng ta rồi. Đấy. Đây này anh em này. Anh Huy đang cởi dây nhá. Con này nó do vướng dây rồi nên là nó hạ rìa xuống. Thế rồi anh em đã tập trung cưới về xong là mang về kia nha anh em nhé. Đã giải cứu được em nó rồi anh em nhé. Đây là mang về kia đâm lại. Thả anh em ạ, thả chỗ kia là sợ nó mắc vào dây ấy nên không thả được, bây giờ anh em di chuyển chỗ khác rồi. Kia sợ đứt dây lắm anh em ạ. Đây là anh em đi theo ống hớt nha anh em nhá. đây là chú diều đang mắc diều đi nha anh em nhá. Ok nha anh em nhá, lại là siêu phẩm 4 mét của anh Huy. Anh em đã chuyển địa điểm thả rồi anh em ạ. Thả kia hơi nó vướng vào dây diều, bây giờ anh em cho đằng này thả cho lên ruộng khoai nha anh em nhá. Đấy. Rồi chuẩn bị cho em nó cất cánh anh em nhá. Con này form hơi bị đẹp lên luôn anh em ạ. Lên. Lên anh em nhá. Lên thẳng xuống thẳng anh em nhá. Lên thẳng xuống thẳng lên gió hai bên. Bắt mèo tự tay. Rồi lên đẹp rồi anh em ạ. Rồi ok rồi anh em ơi, siêu phẩm cuối cùng đã lên rồi em nhá. Giờ là anh em đang kiếm chỗ buộc anh em ạ. À con chữ hát này anh em thấy chưa? Hơi ghé trái một chút nhưng mà không vấn đề gì. Anh sĩ đang cầm dây nha em nhé. Đúng. Anh em bây giờ đang hạ con 5,5 mét của anh Thủy xuống nha em nhá. Nó hơi bị ghé trái này, với lại chiều tối gió nó cũng kéo này anh em ạ. Đằng xa xa kia này anh em đang kéo dây để hạ em nó xuống ấy. Gió nó kéo rồi cũng không bay đâu đâu. Bây giờ to mà cốc 6 lặng mà. Bộ âm kia đây 100 ấy. Đây không có ở đâu. Giờ mình thì vừa hạ xong anh em ạ. Bây giờ đến giờ anh Thùy anh em nhá. Anh em ở kia đang kéo xuống gần sát đất đây anh em ạ. Rồi mình chạy đây cho anh em xem nó gần nhá.
Tôi vẫn cất lên anh em này. Đấy. Anh em nghe tầm thấp này nghe rõ tiếng sáo luôn này anh em này. Chuẩn bị hạ đi anh em ạ. Đấy. Có nhả sang này. Úi giời. Anh em, mấy anh em đây đang kéo dây nha anh em nhé. Rồi, đẹp đấy anh em ơi, hạ đấy nha anh em nhé. Quá đẹp luôn anh em ạ. Đó, anh em đang cuộn dây thu diều anh em ạ. Nói chung là hôm nay được ngày bay cũng đẹp anh em nhé. Đó, khá là ok. Thì hàng chưa ăn, hàng hạ hai con của mấy con kia thì cứ để cho bay anh em ạ. Còn con chữ H của anh Quang, mấy chữ H của anh Thùy, mấy con... đâu, con chữ H kia của anh Huy. Còn con chữ Q của anh Quang. Còn con ông robot của anh Huy anh nhá. Còn bây giờ anh em xin tạm dừng video đây. Tí nữa anh em về nhậu và chăm gió anh em ạ. Mình cũng xin tạm dừng video đây em nhá. Mình cho anh em chứng nhớ lại cái siêu phẩm của anh Huy này. 5,5 m cộng hòa âm điện 100 của anh hạ xuống xong. Và bây giờ mình cũng xin tạm dừng video đây. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.